Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch số 213 ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023, thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban giúp việc ban tổ chức lễ hội. Dự họp có các đồng chí thành viên ban tổ chức lễ hội, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị có nội dung liên quan. Báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 cho thấy, các cơ quan đơn vị của tỉnh đã chủ động chuẩn bị và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm như đã làm tốt công tác truyền thông, xây dựng clip giới thiệu về lễ hội cà phê, đưa tin tuyên truyền về các hoạt động sẽ diễn ra tại lễ hội theo kế hoạch, xây dựng tin bài phóng sự giới thiệu quảng bá tiềm năng cà phê của Sơn La đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát theo quy định an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đến nay đã thiết kế xong market sân khấu, kịch bản chương trình nghệ thuật lễ khai mạc, bế mạc, dự thảo xong kế hoạch tổ chức hội thi nhà nông đua tài, hội nghị kết nối tiêu thụ cà phê và nông sản Sơn La năm 2023, hiện đang xin ý kiến của các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan.